Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản ZCHO và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Drit Tredex đã đồng tổ chức triển lãm quốc tế lần thứ 11 về công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam VME 2019 và triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 8. Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, công nghiệp hỗ trợ là ngành công nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, có giá trị gia tăng cao, giúp nâng cao năng suất lao động và đảm bảo phát triển kinh tế. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đã lớn mạnh, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra nhiều hạn chế như là năng lực quản lý và tổ chức sản xuất, cũng như công nghệ kỹ thuật còn yếu, khả năng tự cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước còn nhiều bất cập, nhập siêu linh kiện phụ tùng còn lớn. Do vậy, với nỗ lực phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam và sự trợ giúp mạnh mẽ từ phía Nhật Bản, thông qua triển lãm này, các doanh nghiệp hai nước sẽ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, hợp tác và kết nối giao thương trong tương lai, từ đó gia tăng sức cạnh tranh trong ngành công nghiệp hỗ trợ và sản xuất phụ tùng công nghiệp. VME 2019 được tổ chức với mục đích phát triển hơn nữa ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam và tăng cường tỷ lệ nội địa hóa, thu mua các linh kiện phụ tùng của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.